Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 11, thành phố Đà Nẵng bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Trong đợt đầu tiên, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 11, hơn 45.000 trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine. Ghi nhận tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa quận Sơn Trà, sáng nay hơn 1.400 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám đến từ sớm với tâm trạng phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Vaccine sử dụng tiêm chủng cho trẻ là vaccine Pfizer. Đây cô tuyên truyền rất là sau kỹ lưỡng, dặn dò rất là nhiều điều chuẩn bị trước sau đồ này kia, nhưng mà em cũng không có lo lắm. Nhà trường tuyên truyền và khuyến khích các bạn rất là nhiều, và cái việc tiêm như vậy thì nó cũng chỉ có lợi cho bản thân mình, đồng thời cũng có lợi cho cộng đồng. Trong đợt này, thành phố Đà Nẵng tiêm chủng cho nhóm học sinh đang theo học lớp 10, 11 và 12 tại các trường, trung tâm trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục Đào tạo. Trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 17 đang theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố, được nuôi dưỡng chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Ngoài ra, còn có nhóm trẻ không đi học, trẻ khuyết tật đang cư trú trên địa bàn thành phố, không thuộc các đối tượng do Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Lao động Thương binh Xã hội lập danh sách. Tại các điểm tiêm, các trường học cử lực lượng giáo viên hỗ trợ để nhắc nhở, hướng dẫn học sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với lại là công tác phòng chống dịch COVID thì thứ nhất là phải đảm bảo nguyên tắc 5K, cái này thì tuyên truyền tới tất cả học sinh. Đối với lại các lớp thì phân công chủ nhiệm cũng như là phân công các thầy cô trong đoàn giáo viên, đoàn trường tham gia hỗ trợ giãn cách học sinh, giãn cách phụ huynh trước khi tham gia, cũng như là cái cung cấp cái thông tin về 5K đến tất cả các lớp, tất cả các học sinh. Toàn thành phố hiện có 16 điểm tiêm. Riêng các đối tượng chuyển tuyến sẽ do Bệnh viện Phụ Sản Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng phụ trách tiêm chủng.